nhà bạn HDTV chưa? Chưa, có gì hay không? Tuyệt vời, hình ảnh cực đẹp, âm thanh cực hay. Dữ không? HDTVC đang khuyến mãi đó nha. Giá đầu thu chỉ còn 3.800.000. 6 tháng xem chương trình HD miễn phí, 1 năm xem chương trình SD khỏi trả tiền. Trời, quá đã, gọi đâu đây? Còn biết nữa. 04746 gọi liền đi. Ok, cảm ơn nha. Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh 7 tối nay, mời quý vị theo dõi những tiết mục sau đây. 19 giờ văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc, 19 giờ 30 phút cùng con vững bước, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua, 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 30 phút chương trình thần tượng âm nhạc, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 55 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Thiên Hạ Thái Bình tập 11, 23 giờ 45 phút tin cuối ngày tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình rạng sáng ngày 1 tháng 1 năm 2009 gồm có 0 giờ 35 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 66, 1 giờ 30 phút chương trình 1001 mở cửa thị trường bán lẻ, 1 giờ 50 phút thế giới đó đây những người chứng thực chuyện lạ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam gọi giấc mơ về tập 15, 3 giờ 30 phút chuyện xưa tích cũ trời đánh thánh vật. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.